không có nói quá một câu là ăn cái chibi này và cho con chó ăn cái chibi này và không ăn cái chibi này, hai con chó nó sẽ khác hẳn nhau. Và con chó nó ăn cái chibi này nó chỉ sau một tuần thôi là thấy cái sự khác biệt của nó rồi, nó khác hẳn luôn. Nhìn con chó nhìn nó mỡ màng mà nó bóng hơn. Đó thì để cho mọi người nhìn cái thực tế ấy, là gì, là cái con chó nó đang thay lông mà lông nó vẫn cứ bóng mượt. Thì cái giai đoạn mà cái con chó nó không thay lông ấy, cái giai đoạn lông nó đẹp sau khi nó thay xong thì nó còn bóng như thế nào nữa. Xin chào mọi người, đây là Siro và Pila. Siro thì đang thay lông đó. Nhìn cái lông nó bóng như thế này mà nói thay lông thì nhiều người là không tin. Mình hôm nay mình sẽ cho chải lông cho Siro. Là hôm nay là để chải cho con Siro mà này. Siro đâu? Đây này. Siro, khẩn trương. Lên, xích ra đây. Xích ra đây. Ok, được rồi. Nằm xuống. Rồi, Pila yên đi, để chải cho con Siro. Nè. Mọi người nhìn cái lược này. Đó. Rồi, nằm xuống. Nằm hẳn ra. Thư giãn đi. Thư giãn để anh chải cho thật là nhẹ. Không thì để tí anh vò người. Đó, mọi người nhìn cái lông của Siro có bóng không? Siro đang thay lông mà mọi người nhìn cái lông của Siro nó bóng như là gì? Để anh dùng tay nhá. Dùng tay đi, dùng tay vò đi cho nó nhanh. Mà Siro là rụng lông được khoảng tầm một tuần nay rồi. Rụng lông được một tuần rồi. Rồi, để đấy. Bỏ cái lược này ra đây. Và để mà lông nó thay lông ấy mà nó vẫn bóng thì mọi người cho chó dùng cái chibi powder này. Đây này. Tăng tiêu hóa này, tăng hấp thu, tăng cơ bắp này, nhưng mà nó là cái mà từ cái tác dụng chính của nó là tăng tiêu hóa với tăng hấp thu thì nó giúp cho cái con chó này, đây, nó giúp cho con chó nó ăn, nó hấp thụ được. Nó đầy đủ dinh dưỡng thì lông nó sẽ bóng. À, mọi người nhìn lông đấy. Bây giờ là Siro là gần như là rụng hết cái lớp lông gần như là Siro rụng hết cái lớp lông mềm rồi. Bây giờ bắt đầu rụng sang lớp lông cứng, ở đây là dùng tay luôn cho nó nhanh. Cái lược kia là cái lược chủ yếu là cái lược chải cái lớp lông đệm, cái lớp lông mềm ở bên trong lông bay ấy. Còn lông cứng thì cái lược cái nó chải nó không rụng được. Lông cứng thì tốt nhất là mọi người chơi với con chó rồi mọi người chơi cái bài này. À, rất nhẹ cái nó rơi này. Đó thì để cho mọi người nhìn cái thực tế ấy, là gì, là cái con chó nó đang thay lông mà lông nó vẫn cứ bóng mượt. Thì cái giai đoạn mà cái con chó nó không thay lông ấy, cái giai đoạn lông nó đẹp sau khi nó thay xong thì nó còn bóng như thế nào nữa. Và cái này ấy, rất nhiều người đã dùng và đã trải nghiệm được chỉ sau khoảng một tuần thôi là mọi người đã thấy cái sự khác biệt của con chó của mọi người rồi. Nhìn trực tiếp ở trên con chó của mọi người đây, nó là cái cách rất đơn giản. Và cái chibi này thì là nó là vừa đồng thời nó là cái mà để phòng bệnh luôn. Vì sao? Vì khi con chó nó khỏe ấy, thì đương nhiên là nó sẽ chống bệnh tốt hơn, nó sẽ phòng được rất nhiều những cái bệnh vặt. Chó mình nuôi hầu như là chẳng bao giờ nó có ốm vặt. Và cái hệ tiêu hóa mà nó khỏe ấy, thì cái con chó nó ăn, có thể nó ăn không cần nhiều quá, như là có thể rất nhiều người chăm là cho con chó ăn rất nhiều nhưng mà con chó nó cũng không thể 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 bóng được, nó không thể mỡ màng, gọi là mỡ màng đi chứ không phải là béo chó nhé mọi người nhé. Nuôi chó không nên để cho nó béo, có gọi là có da có thịt thôi chứ béo nó phải giảm ngay. Giảm ăn ngay, bởi vì béo thì nó không 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 có tốt cho con chó. Đây là lớp lông cũ này, đang lẫn lớp lông cũ đây này. Đây này, rứt này. Đây chỗ này là lớp lông đệm đây này. Đó. Nhìn lông nó đang thì có một cái độ siro nằm nó thế đi. Cúi đầu bên đây. Khoan đã, để anh ấy cái ở trên trên cổ này trước đã, trên cổ này đang nhiều lắm. Khi con chó nó thay lông thì chúng ta chủ động chúng ta làm như thế này thì nó đỡ rụng lông ra nhà.
Chứ nếu mà không cái lượng lông này mà nó ra nhà thì mọi người tưởng tượng là nó sẽ nhiều như thế nào. Ê, giả sử như là từng đây thôi mà nó rải ra thì nó có mà nó lại không rụng bụp một cái mà nó kéo dài cả tháng toàn bộ thân của con chó, nó ra nhiều lắm, chỗ nào cũng có lông. Cái chibi này thì bổ sung quanh năm tất tật mọi lúc, nhưng mà nó ít nhiều thì nó tùy lúc. Còn nếu mà mọi người mà có điều kiện nên mọi người nuôi một con, mọi người cho nó ăn được thì mọi người tốt nhất là mọi người cứ cho mỗi ngày một thìa rưỡi thì con chó lúc nào nhìn nó cũng bướt luôn. Mà con chó nhìn nó khỏe khoắn nuôi mà nó vui vẻ thì mình nhìn mình cũng vui. Nó giải quyết ra được nhiều thứ khác. Nhìn con chó vậy thôi chứ nó trên người của nó dù nó là lông ngắn, giống chó nó chỉ có hai lớp lông thôi nhưng mà nó cũng nhiều lông lắm. Đây chỉ là một phần thôi nhá, nó còn rụng còn khoảng tầm bằng cái đống này, nó chỉ là khoảng tầm 1/10 cái chỗ mà đã rụng rồi. Nhìn nó vậy thôi nhưng trên người con chó nó nhiều lông lắm. Thay lông nó rụng đấy, nhưng mà đấy mọi người có thể, cái này là thực tế nhá. Một ấy, là cái chibi powder này, nó ai mà đã dùng rồi thì sẽ biết là mình nói là đúng sự thực, không có nói quá một câu là ăn cái chibi này và cho con chó ăn cái chibi này và không ăn cái chibi này, hai con chó nó sẽ khác hẳn nhau. Và con chó nó ăn cái chibi này nó chỉ sau một tuần thôi là thấy cái sự khác biệt của nó rồi, nó khác hẳn luôn. Nhìn con chó nhìn nó mỡ màng và nó bóng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó tiêu hóa tốt hơn. Nó có tác dụng của nó là tác dụng đầu tiên là tác dụng về tăng tiêu hóa. Đồng thời ấy, là nó bổ sung dinh dưỡng luôn, cho nên nó gọi là khoáng dinh dưỡng. Một là tăng tiêu hóa, hai là nó tăng hấp thu. Tức là ở trong cái đồ ăn của con chó, cái đường ruột của con chó nó khỏe hơn, nó hấp thu được tốt hơn. Bình thường mọi người cho ăn 10, nó có thể nó chỉ hấp thu được 5-6 thôi. Nhưng nếu mọi người đảo thêm cái bột chibi này vào thì nó hấp thu 9-10 luôn. Tức là gần như nó hấp thu được hết chất dinh dưỡng. Cho nên là cái chế độ ăn của mọi người không thay đổi, mọi người chỉ đảo mỗi cái chibi này, mọi người thấy có con chó nhìn nó mỡ màng hẳn ra. Một là bản thân cái chibi này nó cũng là cái cung cấp dinh dưỡng, nhưng thực ra với cái lượng ăn mà chúng ta cho nó nửa thìa hay một thìa một ngày thì nó không đáng kể về cái mặt dinh dưỡng, nhưng mà về cái mặt tăng cái tiêu hóa, tăng cái hấp thu của con chó thì nó tăng rất là nhiều. Cho nên là cái chế độ ăn của chúng ta không thay đổi, nhưng chúng ta nhìn con chó của chúng ta sau khi cho dùng cái chibi nhìn nó đẹp hẳn lên, nhìn cái lông của nó mướt luôn, là vì như thế, là vì nó tăng cái khả năng hấp thu của con chó, ăn nó tiêu hóa tốt hơn. Là một nhá, một đống này chưa, cứ để nguyên một cái đống này ở đây để cho mọi người nhìn cho nó thấy nó là con chó. Một lần mà lấy lông của nó thì nó ra bao nhiêu lông, để nguyên ở đây. Siro quay người bên kia của Siro đi. Uy lực của cái chibi powder nó như thế nào? Mà cái chibi powder này giá của nó cũng không có đắt đâu. Tính ra một ngày nếu mà mọi người cho ăn có thể là tính ra khoảng tầm 5.000 đồng là đủ rồi. Chứ cũng không cần phải là... Còn mọi người ai mà muốn chăm thì mọi người cho một thìa đầy một ngày thì một cái hộp này nó ăn khoảng một tháng. Nếu mọi người cho một thìa đầy ở trong này nó có cái thìa. Còn bình thường ấy, với cái lượng ăn giả sử như bọn này, trong cái lúc mà nó không bầu bí, nó không gì cả như thế này ấy, thì bình thường mình cho ăn là một ngày chúng nó là chỉ có một nửa thìa thôi. Mà cái hộp chibi này là 300, hộp chibi này là 300.000 thì tính ra cứ coi như là nó được 30 ngày đi, mỗi ngày 10.000 thì nếu mà cho nửa thì mỗi ngày nó chỉ 5.000 thôi. Yên, làm yên. Rồi, ok, làm thế. Rồi, ngồi yên, nhìn vào máy quay đi. Để chào khán giả nào. Ok. Hôm nay quay Siro là nhân vật chính, quay một mình Siro thôi. Siro xin chào tất cả mọi người. Và các bạn mà nếu mà chăm chó mà các bạn muốn cái con chó nó khỏe, đẹp, cũng là phòng bệnh, thì các bạn nên cho chó dùng cái chibi powder này. Đây này. Mọi người có thể tìm mua ở rất nhiều chỗ.